Mình thấy con cái có dấu hiệu gần đẻ thì nên mình tắt cái gà, nó cũng được, nó dữ quá. Tắt gà quay cho quay xem. Con cái có những dấu hiệu gần đẻ như là nè, cái đuôi nó bị, góc đuôi nó bị hóp nè, anh xem rõ góc đuôi nó bị hóp, thấy chưa? Nó bụng rất là to, nó cộm trứng, trứng nó cộm hết trơn nè. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu hướng dẫn các bạn cách xếp một cái ổ đẻ, chờ con yêu cái đẻ như thế nào. Em nó đã bỏ ăn 2-3 bữa rồi, và sau khi mà bỏ ăn 2-3 bữa này nó sẽ có dấu hiệu gừng xanh nha các bạn, bạn phải lưu ý tách nó ra cái ổ đẻ. Khi mà nó chuẩn bị một sẵn một cái ổ đẻ, đây em cái hồi nãy mình quay phim, thì ổ đẻ này á là ra làm cái thùng nhựa, mình làm trong cái lớp lưới ha. Thì bây giờ là mình sẽ đổ, các bạn có thể đổ sơ dừa, mụn cưa, hoặc là mình đang sử dụng là đất ấp, mà mình đang dưới đất ấp. Đất ấp thực ra là những cái đá trong cây các bạn. Này, mình sử dụng cái đất cái này. Sẽ đổ một lớp vào. Rồi. Vừa phải rồi. Đó. Ok. Nhiệm vụ của cái đất này hoặc là những sơ dừa hay những cái gì khác cũng được là giữ ẩm cho trứng và khi mà nó đẻ. Đó. Bắt đầu mình thấy nó bắt đầu nó đào, nó kiếm lỗ nó đào ha. Đó đi chứ. Ôi, vô trong đó là nó không biết tìm ở đâu ra luôn. Đây. Đâu ra luôn. Đó. Thì mình tiếp tục nha. Cái nhiệm vụ của cái đất này, cái đất này nè, là giữ ẩm cho trứng. Nó có nhiệm vụ gì chứ, giữ ẩm cho trứng. Mình bây giờ mình sẽ lấy thêm nước để điều cho nó nha. Giờ xếp. Đó, ở dưới chưa? Đó là dẫn. À, đây mình bắt ví dụ. Ngay giới hạn nó trong cái khu vực nhỏ này là để cho mình nó đẻ là mình dễ thấy, với lại nó mình hạn chế nó di chuyển, giữ sức cho nó sinh sản tốt hơn. Chứ mình để cái chỗ bự quá nó đi qua đi lại rồi nó leo trèo rồi á, không tốt cho cái đó, thì là trứng rồi nó trong bụng nó. Thì giờ mình vừa xếp cái ổ đẻ cho iguana cái, thì bây giờ đang chờ xanh thôi. Nếu các bạn thấy cái ý tưởng này tốt, nhớ like và đăng ký kênh động lực để mình làm thêm nhiều clip cho các bạn xem nha. Và các bạn thấy mình cần phải cải thiện như thế nào, làm khác như thế nào, góp ý cho mình bằng cách bình luận bên dưới. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Giờ chờ nó xanh thôi. Đây, sau khi là em nó đẻ, đây là những trứng hư này, mình thấy là nó mớp. Đó, mình sẽ lấy bước ra, mình sẽ dùng những trứng cứng căng lại nha. Đây, những trứng căng ổn, trứng nào mốt méo quá mình sẽ bỏ bớt ra. Coi như là cái ổ đẻ này nó đã hoàn thành nhiệm vụ là giữ được trứng. À, các bạn thấy không, nhờ cái đất ấp nè nên nó giữ được cái trứng nè, đẹp không? Đó, để bây giờ mình mở ra nha, mình sẽ đào coi được nhiều trứng. Mình mới đẻ được, mình nghĩ là tối hôm qua. Thì như mình giải thích là mình không thể ở bên chạy 24/24, thành ra mình bắt buộc phải dùng biện pháp này.
để gọi là bảo tồn số trứng. Chứ nếu mà mình không dùng cái đực ấp này, nếu mình không có dùng cái thùng ấp này, thùng đẻ này, mình không có dùng thùng đẻ này thì để ở ngoài á, nó đẻ ra vậy, nó ra hơi gió, nó hư các bạn. Nhưng cái trứng này mà ra gió khô á, khô trứng, khô bề mặt trứng là hư đi. Để cái đứt ấp này rất là ẩm, rất là tốt. Hư cũng khá nhiều, chứ ngư cũng khá nhiều. Bớt bớt vào hơn sẽ nên là dục giữ mấy kiến căng tròn lại đó. Bạn thấy không, cũng khô mới vô, nó đẻ vô một góc rồi nó đứt, nó lắp lại. Rồi mình đếm sơ sơ số trứng căng tròn nha. Rồi 1 nè, 2 nè, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, cỡ 21, 24 trứng. Vậy các bạn thấy clip hay, dễ nghĩa, hoặc các bạn có thêm những góp ý gì về cái thùng đẻ này, hãy comment bên dưới. Đừng quên những đăng ký động lực giúp mình làm thêm nhiều clip cho các bạn xem. Cảm ơn các bạn đã xem Iguana Hào. Chúc các bạn sẽ có một Iguana ưng ý. Bye bye.